Hello, chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình là New Day Quân Đời. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em, không phải hướng dẫn nữa. Mình sẽ đưa anh em đi tìm kho báu biển và con cá mập xám à, cá mập level 50 ấy. Ok á, đi rồi. Đó thì mình sẽ mở luôn bên này. Mình mở luôn bốn bên này. Đó. Đi rồi anh em ơi. Ok, giờ thì mình sẽ đi tìm con cá mập level 50 và lấy kho báu biển nhá. Anh em đi xa xa, thật là xa, cho đến khi nào mà không nhìn thấy cái đảo này à. Đó, anh em đi xa mà không nhìn thấy cái đảo kia nữa. Mình khuyên anh em đừng có trêu mấy con cá mập đỏ này nhá. À, con bạch tuộc đỏ chứ nhầm. Bạch tuộc đỏ này nó hung á, hung tợn á anh em ạ. Đó, vừa mới nhìn nó một cái là nó đuổi. Ok, xa chưa ta? Vẫn chưa xa. Mình đang nhìn xem là xa cái hòn đảo này chưa để mình còn đi tiếp. Thấy xa lắm rồi mà. Ok, giờ thì mình sẽ đi tìm xung quanh lòng vòng ở đây nhé. Bắt đầu xa rồi anh em ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ đi lòng vòng quanh đây. Vừa đi vừa nhìn xem nào có con cá mập nào không. Ủa, cái gì kìa, nhớ không nhầm đây là bong bóng biển đúng không? Bong bóng biển à? Anh em ra đây mà tìm bong bóng biển nhá. Tự nhiên mình đi lung tung đi tìm con cá mập xám mà ra đây gặp bong bóng biển. À, mình chỉ cho anh em à. Ra cái khu này. Đó, cái khu đỏ đỏ. Đó. Thì anh em sẽ tìm được con bong bóng biển nhá. Rồi, đi tiếp rồi anh em ạ. Anh em đừng có đi xa cái đảo kia nhá. Thì nếu như đi xa cái đảo kia thì sẽ không gặp được con cá mập xám đâu. Nhớ lần trước là mình gặp nhiều lắm. À, gặp một con. Mà mấy lần trước mình đi là mình đi một lúc luôn. Mình đang bị viêm họng. Anh em đợi mình tí nhá. Mình sẽ đi tìm xong khi nào mà mình gặp nó nhá. Bye bye. Ok bà con ơi, tôi đã tìm được con cá mập xám rồi này. Nó nằm ngay cái hòn đảo luôn. Đây trước con cá mập, à con mực cá mập. À kệ, con bạch tuộc đỏ. Nghe
đánh thì đừng để cho nó cặp chúng nhá. Cặp chúng thì không xong đâu. Ê à. Trâu chó quá. Chết mựa rồi. Bơi xa xa ra nó đã. Bưởi ơi là bưởi. Quên mất mặc giáp rồi bà con ơi. Ở sang điểm này được rồi. Oh my god. Ở biết ngay quên mất mặc giáp mà. Trời ơi. Đấu xanh. Oh my chuối ơi. Rồi ra mình giờ mình ra mình mặc giáp lại nhá. Hồi nãy quên mất mặc giáp đi. Gặp nó gấp quá, quên mất mặc giáp rồi. Rồi đi tiếp thôi. Không có kiếm luôn chứ. Đấu xanh. À. Cảm ơn, kinh vãi lắm rồi này. Kinh nhá, kinh nhá. Không nói bậy nhá. Kinh. Đó, kinh nhá. Đấy, mình có mặc giáp đâu mà đã chết. Rồi mình sẽ mặc giáp vào nhá. Má. Rồi, quất tiếp. Rồi giờ mình sẽ đánh nó xỉu luôn nhá. Chết luôn. Ô may quá mình đánh nó xỉu rồi. Choáng. Đúng. Tưởng chết rồi chứ. Đó. Giết nó thì anh em sẽ ra tìm cá mập. Ra. Và cái này. Thêm cả thịt hiếm nữa. Úc bít bít. Thế thì mình sẽ đi tìm kho báu biển nhá. Ok. Let's go. Ok bà con ơi, tôi đã tìm được có hai dương cái gì kho báu biển rồi này. Tôi quay lại thì thấy cái gì phát sáng, tôi ra xem anh người là kho báu biển. Oh my god. Rồi bà con đợi tôi đập xong cái kho báu biển này nhá. Là tôi chỉ luôn cho chỗ này. Này. Chỗ mà ngay cạnh hòn đảo luôn này. Đó. Chỗ ngay cạnh hòn đảo ấy. Ok nhá. Rồi thì tôi sẽ đập nó luôn. Đập bằng đồ gỗ chứ.
Đập bằng đồ quý hiếm thì đập sao nổi. Nãy giờ tôi đi tìm cũng mệt hết cả vai tay rồi. Ok. Ngầu không, ngầu không? Kho báu biển chứ. Xem là trong kho báu biển có cái gì nhá anh em. Không đủ gỗ rồi. Hay lỡ đập luôn đi. Tôi cũng chả mang theo cái gì đập. Lấy đồ tôi đi tìm mệt mỏi hết cả lưng rồi này. Tôi xem cái này có cái gì nha anh em. Chả làm được cái gì ư. Ok mở luôn được rồi đấy. Một cái miếng này. Đống đồ luôn. Miếng đỏ, miếng vàng, miếng xanh, gỗ này, cái này nữa. Để làm gì ta? Thôi coi như clip của tôi đến đây là kết thúc rồi. Đi tìm mệt quá trời luôn. Bye anh em, hẹn gặp lại anh em ở những clip sau. Goodbye.